Giới thiệu các bạn, đây là một bộ tham mơ thời gian. Đây, thông số. Cuộn coi. Điện áp 230 ôn xoay chiều 50 60 Hz, hai cặp tiếp điện chịu đường điện 10 A, điện áp 220 V xoay chiều. Đây là cặp tiếp điện C1 C2 và cuộn coi. Đây. Trên này đây là thang giờ từ 0 đến 24. Đây là thang ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật này. Ngày trong tuần này. Đây, còn đây là phím chức năng này. Đây là chân nguồn đó. Cái chân L này. Chân N này. Còn đây là cái chân tiếp điện. Đầu tiên thì muốn khởi động này, người ta phải dùng, ta phải ấn cái nút reset này. Ban đầu mình cấp nguồn cho nó nhé, cấp nguồn LN. Nhưng mà con này thì nó có cái pin để lưu trữ, nên bây giờ hiện tại mình không cấp nguồn, cũng có thể khởi động luôn được. Đấy, nút reset này, vào menu này. Đấy, đây là chọn ngôn ngữ này, lên xuống này, phím lên xuống này để chọn ngôn ngữ này. Thường nó không có tiếng Việt, ta chọn tiếng Anh nhé. Đấy, chọn OK này. Đây, cái là thời gian của đồng hồ đấy, thời gian thực bây giờ đấy. Nhấn nút đây để ta tăng thời gian này này. Đấy. OK, tháng 1, OK, hôm nay là ngày 30, OK, thời gian, test thời gian hiện tại bây giờ. Đây. 3:44 chiều. 3 giờ đây nó sẽ là 15 giờ. Đấy, chọn ta ấn giữ nhé, ấn giữ thì nó sẽ tăng liên tục. À không, ấn giữ thì nó sẽ tăng lên giờ. Còn ấn nhấp thì nó sẽ giảm lên phút này. 45 ta cho 46 để ta còn vào cài đặt những cái giá trị khác nữa. Đấy. Thời gian xong, OK. Đây là ta chọn chế độ được theo giờ. Đấy, giờ này, giờ nước ngoài Mỹ này, free time này. Đấy, cái chế độ thì ở đây
ta không chọn theo mùa đây, ta cài đặt cho hệ thống làm mát ắc thông gió của phòng ắc quy thì ta sẽ chọn là cài đặt theo ngày, ngày nào cũng được, cài đặt ngày như nhau. Đấy, bây giờ ta vào chương trình này, chương trình ở đây có các chương trình standard tiêu chuẩn này. Random, cycle, vòng lặp, mùa, for click này, xóa đấy. Thì ở đây ta chọn tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn, ok, ở đây có con này có 62 kênh. Đây, tại bây giờ ta P01 và P0. P01 dùng ta lên xuống nó sẽ này. P01, P02 này. Giả sử ta cài một kênh mới đi, tên P03 chưa cài đặt gì. Đấy, ấn ok. Đây là chọn kênh này. Chọn kênh là đây, kênh 1 hoặc chuyển ấn mũi tên lên một số. Chọn kênh 2 này, hoặc ta ấn tiếp là nó sẽ hai kênh, có nghĩa là ta cài đồng thời cả hai cặp tiếp điểm này, hai cặp tiếp điểm C1, C2 này. Đây, cặp tiếp điểm. Đấy, C1 và C2 cài đồng thời hai cặp tiếp điểm này để khi điều khiển hai quạt luôn, một quạt hút và một quạt thổi. Đấy, ấn hai kênh này nhảy nữa này. Chọn ok, chọn ngày ở đây thì ta chuyển này, ấn mũi tên này, chuyển này. Đây là cái cài một ngày hiện tại, ngày thứ hai, đấy, ba, tư, năm, sáu ngày, đấy, ta cài này, cài đến 6 ngày chữ, đấy, đây, ta bật tất cả các ngày nhìn nó, đấy, ok, đấy, bây giờ thời gian này. Thời gian của phòng ắc quy thì ta thường đặt là hai khung giờ cho một ngày, ví dụ như là buổi sáng từ cho là từ 0 giờ đi, 0 giờ on đi, rồi ta cho nó chạy quạt trong vòng 30 phút thì tắt, thời gian tắt sẽ là không giờ, sẽ cài là 0:30 trong tiếng đi. Rồi ok, ta ấn ok để xác nhận. Ok, end. Đây, bây giờ ta sang cài đặt một cái P04 nữa. Đấy, bây giờ tiếp tục ta lại cài kia. Ok, đấy, tất cả này. Ok, thời gian on lúc nãy lên 0 giờ, bây giờ sẽ cho 12 giờ.
Ok. Thời gian họp này 13 giờ. Ok. Ok. End. Đấy, xong. Kết thúc đang làm menu. Đấy. Đấy, menu. Thì tức là ta kết thúc cái quá trình cài đặt cái con timer của ABB này cho ABB D2 nhé, cho phòng sạc phòng ắc quy, thông gió cho phòng ắc quy. Giờ ta thử thử cài trên đất chế độ theo mùa. Ok, đây theo mùa này về. Đây là mùa hè này. Mùa đông này, đấy tất cả.